Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Và dĩ nhiên mỗi tuần một câu chuyện. Chúng ta đã từng được nghe ở đây câu chuyện của rất nhiều bạn trong rất nhiều lĩnh vực. Mà dù cho lĩnh vực nào đi chăng nữa thì mình tin rằng là cái sự đồng điệu hoặc là cái sự chạm vào nhau ở những câu chuyện của những nhân vật được kể ở đây với trải nghiệm của quý vị khán giả đang theo dõi chương trình là chắc chắn có diễn ra. Và đó là lý do mà chúng tôi tin rằng từng câu chuyện được kể ở đây mỗi tuần có thể không phải là trải nghiệm riêng của quý vị khán giả, nhưng nó sẽ là những cái ngọn đuốc hoặc là những cái đốm lửa soi đường để chúng ta có thể theo đó mà biết rằng trên cái hành trình của riêng mình thì mình nên lựa chọn điều gì cho chính xác. Và ngày hôm nay cũng vậy, chúng tôi hy vọng rằng là tự sự của nhân vật đến với chương trình ngày hôm nay cũng sẽ là một cái chất liệu thực sự quý giá đối với quý vị khán giả. Còn họ là ai và câu chuyện của họ như thế nào thì chỉ có khi nào nhân vật của Ai Cũng Có Chuyện lên tiếng chúng ta mới có thể biết chính xác mà thôi. Nhí họ. Em chào chị Tân Nhan, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Linh, nhưng mà mọi người biết em với cái tên là Hỷ Khí Dương Dương, bởi vì cái kênh mà những cái kênh trên nền tảng mạng xã hội của em là Hỷ Khí Dương Dương nha. Yeah. Hỷ Khí Dương Dương, chị phải thừa nhận là chị có follow em nha. Cảm ơn chị Tân Nhan. Và vì chị follow em cho nên là chị sẽ thấy em có rất là nhiều trải nghiệm trong cuộc sống nè. Em có review ẩm thực nè, rồi em cũng có làm về văn hóa nè, rồi em có một cái series đó là chè chửi với lão Phật gia nè, rồi em cũng có những cái content giới thiệu về đời sống của người Hoa tại Việt Nam nè, nói chung rất là nhiều. Và chị cũng rất là ấn tượng với cái năng lượng tích cực mà em trao gửi trên các cái sản phẩm của mình. Thế thì bây giờ nó vấn đề là gì, là nó quá nhiều chất liệu như vậy luôn. Thì bây giờ cái giới hạn của chương trình của mình nó có ngắn ngủn à. Thì câu chuyện ngày hôm nay em muốn ngồi đây em chia sẻ với chị và mọi người sẽ là câu chuyện liên quan đến cái chủ đề nào? Công việc, gia đình, tình yêu, tình bạn, học vấn. Em nghĩ là về câu chuyện mà ba em mất thì em cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Em nghĩ là quý vị khán giả thì cũng đã tức là đa phần khán giả cũng đã biết được câu chuyện ba em mất. Nhưng mà chắc cũng em chưa từng chia sẻ với ai là làm sao mà em với mẹ em vượt qua và cái lúc đó là đã trải qua những chuyện gì sau khi mà cuộc sống không có ba. Có nghĩa là mình sẽ nói về trải nghiệm của cái việc là mình rời xa một cái người thân như thế nào. Cái thời gian mà ba vẫn còn chung sống trong gia đình cùng với hai mẹ con thì cái ký ức của em về ba, về cái sự trưởng thành mà em có với ba, nó là những cái ký ức như thế nào? Chăm sóc sức khỏe đúng cách cho bạn và gia đình với Doctor Network, nền tảng video y tế được xác thực bởi bác sĩ. Con người mình đó là khi mà mình đang có mọi thứ thì mình cảm giác như là không có quý đâu, tức là mình không có trân trọng, tức là mình không phải ấy là miệng mình nói mình luôn trân trọng, mà thật sự là khi mình chưa mất đó, ấy là mình chưa mất đi cái người thân đó, hay là mình không còn cái tận hưởng được cái giây phút như bây giờ, thì mình mới nghĩ lại thì mình mới cảm thấy tại sao lúc đó mình không trân trọng hơn, tại sao lúc đó mình không làm cái này làm cái kia cho người thân mình nhiều hơn. Thì lúc đó em chính là cái người mà em nghĩ là cuộc sống nó luôn luôn mỉm cười với mình, tức là không có nghĩ tới cái ngày là ba mẹ mình sẽ không còn bên mình hay là sau đó, chỉ nghĩ đơn giản là cái chuyện đó chắc cũng không có xảy ra với mình bây giờ, có thể là sau này lớn hơn nữa thôi, sau này rồi tính, bây giờ mình cứ vui trước mắt đã đi. Cứ chứng kiến mỗi ngày như là ba mình kiểu như nhiều khi la mình hoài á, mình cũng bực á. Cứ cấm mình làm cái này, cấm mình làm cái kia hoài thì mình cũng bực. Thật sự là chị Tonya có thể thấy là em có series chè chửi của lão Phật gia, đó là mẹ em, thì mẹ em cũng hơi khó rồi, nhưng mà ba em hồi trước còn khó hơn nữa ạ. Kiểu như là ba em khó một cách vô lý nữa, hay gọi là vô lý, nên lúc đó là em rất là quạo ở nhà, em hay khó chịu với ba lắm. Sẽ có nhiều quy tắc lúc đó ba đặt ra cho em. Dạ. Và một nhiều khi nghĩ lại thì cũng thấy hơi vô lý thật, nhưng mà nếu mà còn có ba nữa thì em sẽ không có quạo như ngày xưa. Đó là bây giờ cái suy nghĩ là khó cũng được, mình miễn có cần có ba thôi là được, là cái suy nghĩ của bây giờ. Chị muốn biết Hỷ Khí Dương Dương của cách đây hơn 10 năm trước mình đã đón nhận những cái quy tắc đó như thế nào. Thường thì mình nó em có đọc được một cái bình luận rất hay của một bạn
follower đã để lại cho em là thường mình sẽ có rất là kiên nhẫn với lại người ngoài, nhưng mà lại không có đủ kiên nhẫn với lại người trong gia đình. Thì hồi xưa em là một người không có kiên nhẫn. Ngày xưa thì ba em mới có sử dụng điện thoại, thì hồi xưa là kỹ điện thoại là bấm thôi chứ chưa có iPhone như bây giờ. Thì em cũng làm biếng chỉ ba cách nhắn tin nữa. Ừ. Cái lúc đó chỉ cần bấm nhắn thì cái số ngày xưa là không phải là cái bàn phím nhưng mà nó sẽ khó hơn. Thì chỉ hai ba em cũng không biết, mà thật sự là ba em không rành tiếng Việt lắm. Nên là em chỉ hoài, cái ba em quạo lắm. Ba em kiểu như là chỉ mà không hiểu thì ba em sẽ nạt em, sau đó là em nạt thì em kiểu như là tới em quạo. Sau đó là em không chỉ nữa. Mệt quá, chỉ là bá hoài, bá cũng không biết đâu. Thôi chừng nào mà muốn nhắn tin ai đưa đây đi. Vậy như vậy. Mà nghĩ lại ngày xưa thì mình cũng thấy mình hổn thật. Ngày xưa là em là 9 giờ rưỡi là phải về nhà. Thì cái thời gian đó, nếu bây giờ đó với em á thì em thích ở nhà hơn. Nhưng mà ngày xưa cái thời mình còn tuổi teen á chị, là những cái năm mà em 14, 15 tuổi là em bắt đầu thích đi chơi với nhiều bạn bè ở ngoài hơn và em bắt đầu có crush. Thì em dĩ nhiên là trong cái đám bạn mà có người mà mình crush thì mình muốn ở trong, mình muốn chơi với bạn nhiều hơn, mình muốn được nhìn họ lâu hơn. Dạ đúng rồi, muốn cái thời gian đó của mình đó dành cho đám bạn đó và trong đó có những người mình thích nhiều hơn. Thì mỗi lần mà ba em gọi em về đó, thì em rất là khó chịu. Cái tuổi đó thì thích ai thì dễ biết lắm chị, kiểu như mình luôn không có ở nhà, sau đó là mình cứ chơi với đám đó hoài thì ba em mới nghi ngờ là em thích anh nào trong cái đám đó. Sau đó là ba em cứ hỏi hoài luôn, kiểu như một người mẹ tâm sự với con gái nó khác, nhưng mà khi ba mà hỏi cung là khác. Cứ hỏi là tại sao mày lại đi hoài, ở trong đó mày thích thằng nào, kiểu như vậy. Thì mình đụng tới cái điểm mà nhột của mình thì mình càng khó chịu. Sau đó là lúc đó là em quạo lắm, em không nhớ em nói gì, nhưng mà em nhớ cái lúc đó là em đóng cửa một cái rầm, em trốn vô phòng rồi sao em không muốn gặp ba em nữa. Sau đó là mẹ em phải lên nói là bây giờ kiểu như là có thích ai trong chổng thì nói, tuổi này mình không có nên là kiểu như là yêu ai cái thời điểm đó, tại vì lúc đó còn nói có 13, 14 tuổi gì ha. Năm đó thì em cũng có đi tập nhảy, nhưng mà mới đầu thì mẹ em chỉ muốn em nhảy để cho khỏe, tập thể dục. Nhưng mà dần dần thì cái lớp nhảy đó của em thì thành lập thành một cái nhóm dance luôn. Yeah. Một cái nhóm nhảy mà ngày xưa là rất thịnh, mà mình đi biểu diễn vũ đạo cho các ca sĩ. Dạ đúng rồi, vũ đoàn này vũ đoàn kia này kia. Nhưng mà đối với em là cái đó là một cái gọi là cơ hội để em phát huy một cái gọi là niềm đam mê. Nhưng mà không, đối với ba mẹ em, nhất là những người ba mẹ lớn tuổi bảo thủ thì sẽ cảm thấy như vậy sẽ là không tốt, như vậy sẽ dễ dàng học hư, hay là nhiều khi là mình đi diễn sẽ gặp phải những cái chuyện không hay. Thì lúc đó là cấm cản dữ lắm, nhưng mà cái lúc đó lại cái niềm đam mê của mình đang bừng sáng mà lại có nhiều cơ hội là bị ba mẹ cấm cản, nó càng thật sự là càng không muốn ở nhà. Em đã đóng cửa rầm rầm rất là nhiều lần và kiểu như em đã có cái suy nghĩ là hay là mình bỏ nhà ra đi luôn. Theo cái tiếp nhận của em ở thời điểm đó là ba thô bạo đó, thì cái đỉnh điểm nhất của hành vi thô bạo mà ba dành cho em những năm tháng đó là nó đến mức nào? Có đòn roi luôn không? Dạ không, ba em thì không đánh em. Sao lớn hơn thì không đánh, mà con nít thì con hồi còn nhỏ thì dài thì có. Nhưng mà chỉ đánh nhẹ thôi, chứ ba mẹ em không bao giờ mà đánh mạnh tay. Nhưng mà những cái lời nói rất là khó chịu. Sát thương kiểu như là tức quá. Là ba em một người rất là nóng tính, di truyền cái tính đó của ba, nên là nhiều khi là em bực ai em cũng có thể nói những lời sát thương rất là nặng. Nhưng mà nên bây giờ em mới hiểu được lúc đó ba tức quá. Kiểu như lúc đó là đi với bạn thôi, nhưng mà nói tới cái cảnh mà đi với thằng nào rồi đi coi chừng chữa hoang về đó không hay, mà kiểu là mình kiểu đi với bạn thôi mà tại sao lại nói như vậy. Kiểu mình cảm giác là mình bị đánh giá phẩm hạnh, ba cho rồi. Rằng là mình có thể bị hư hỏng. Và điều đó nó chạm vào sự tự ái của một cô gái mới lớn. Đến năm em bao nhiêu tuổi thì cái nhân duyên của em với ba dừng lại? Là 2015 là chắc 19 tuổi, 19-20 tuổi. Thế thì sau khi ba mất, cái khoảnh khắc nào
nó làm cho em cảm thấy chợt nhớ lại và mình nghĩ là thôi kệ, ba khó tính cũng được, phải chi lúc này ba còn đây là được. Thì cái khoảnh khắc đó lần đầu tiên mình cảm nhận được nó diễn ra làm sao? Cái lúc mà ba mất á thì em vẫn còn ham chơi, nói xa ra em vẫn chưa có cảm nhận được mình sự còn mát. Sau đó là em cảm giác như là bây giờ, đến bây giờ. Trong những hoàn cảnh nào thì em thường dễ mũi lòng để nghĩ rằng là phải chi còn ba? Bây giờ mỗi lần nhắc tới ba là em vậy. Kiểu như là trước giờ là em làm được cái việc thành công nhất là bây giờ, thì em muốn ba biết được điều đó. Thành công rồi, hồi ngày xưa là ba thích được đi ăn ngon. Mà ngày xưa thì chị có cảm thấy là cái ngành F&B, cái ngành mà ẩm thực á, chỉ mới phát triển ở Việt Nam mình dạo gần đây thôi. Còn ngày xưa mà nói về năm mà năm 2014-13 đổ xuống thì nó chưa có được rộng lắm. Ràng. Dạ đúng rồi, ít có món ngon, ít có một cái căn mà nói mở hoa đi, một cái căn bán dim sum hay là vịt quay cái gì mà nó nhiều như bây giờ. Ngày xưa là ít lắm, ngày xưa là ăn là mát lắm. Còn bây giờ thì mình có cơ hội rồi, nhiều khi là mình cũng được mời đi ăn. Thì chỉ muốn là dẫn theo ba thôi, chắc ba sẽ vui lắm, nhưng mà giờ không có nữa. Nghĩa là khi mình có những cái thành tựu thì mình lại thấy trống vắng ngay bên cạnh mình một cái người mà mình rất muốn họ là cái người hưởng thụ đầu tiên. Dạ đúng rồi. Nãy giờ chúng ta chìm đắm trong cái cảm xúc của em, là cái cảm xúc của một cái đứa con mà đã bị quản thúc cũng khá là hà khắc. Nhưng mà thực ra đoạn này chị muốn dừng lại một tí ha. Dù cho phụ huynh có khó tính hay không khó tính thì ở giai đoạn 13, 14, 15, 16 tuổi, những cái cảm giác muốn bứt phá ra khỏi gia đình, đi ngược lại với ý kiến của phụ huynh hoặc là cảm thấy phụ huynh phiền quá. Thì bạn muốn hẹn hò thôi thì mình nói chuyện tự tin, giới thiệu về bản thân mình giúp em ha. Dạ, anh giới thiệu về bản thân mình đi anh. Mình chủ động giúp em ha. Anh Tân Dương, 40 tuổi. Cái gì Dương anh? Phan Xuân Dương. Dạ. 40 tuổi, hiện tại đang ở Long Thành, Đồng Nai. Công việc là nhân viên văn phòng. Ừ. Rồi. Còn gì nữa không ta? Ở đó. Gì nữa? Hả? Làm gì dưới đó? Anh làm công việc gì? Làm bên kho. Kho vận á, kho bãi á. Ừ, kho bãi, dạ. Lương tháng thu nhập mình ổn định không anh Dương? Ổn định nhưng mà thấp thôi, hơi thấp. Hơi thấp là bao nhiêu? Mình cụ thể với 10 triệu. Ừ. Dạ. Rồi mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi, tình trường của mình ra sao rồi anh? Tình trường thì trải qua một mối tình lâu lắm rồi. Cái đó chắc cũng lâu lắm rồi, thời sinh viên á. Cái đó thôi bỏ qua ha, được không? Ừ, bỏ qua cái đó. Rồi mình có trải qua cuộc hôn nhân nào chưa? Chưa, hiện tại chưa có trải qua cuộc hôn nhân nào hết. Hiện tại thì đang độc thân ở một mình. Ủa, chỉ có một mối tình đó thôi mất hả? Mất hết rồi, đúng rồi. À, vậy là từ thời sinh viên tới giờ là biết bao nhiêu năm mà sao anh không, lý do vì sao không quen ai? Cũng không hiểu nữa, chắc thì nhiều khi duyên số sau đó thì mình cũng không biết sao nó lần đần vậy đó. Trời ơi, lận đận vậy hả? Rồi có thích ai không? Sau cái cuộc tình đó thì có thích ai không? À thì thấy cũng mến mến vậy thôi mà, nhiều khi vài bữa thì người ta lấy chồng thôi. Rồi đúng rồi, tự nhiên mến mến xong không thổ lộ với người ta để cho người ta lấy chồng. Đúng, hình như mình tạo cái duyên cho người ta lấy chồng hay sao á. Nhưng mà sao không thổ lộ với người ta? Đâu có nói bậy được, mình phải tìm hiểu mới nói chứ nói bậy người ta... Ủa nói bậy là nói bậy gì? Ví dụ như mình tìm hiểu người ta thì mình cũng phải xác định hôn nhân với người ta. Ví dụ như là hoặc là mình quen người ta thì mình cũng phải tỏ tình với người ta. Chứ mà tự nhiên anh tìm hiểu thì anh nhắn tin gì thôi. Chưa đủ thời gian để tỏ tình. Rồi vậy anh kể chắc người ta có người yêu rồi thì người ta sẽ lấy chồng sớm. Rồi bây giờ em hỏi anh ngược lại nè. Bây giờ anh quen cái thời sinh viên á, anh quen mấy năm, rồi lý do vì sao chia tay? Thì cái lúc đó thì ra trường thì đường ai nấy đi thôi. Ừ. Nói chung thì... là mỗi người mỗi hướng nên đường ai nấy đi.
Đúng. Nhưng mà lý do gì từ xưa giờ, từ cái lúc đó, thời điểm đó là mới ra trường là 22 tuổi, đến giờ 40 tuổi là khoảng là 18 năm. Đúng. Không quen ai? Không. Rồi có nắm tay ai chưa? Nắm thì nắm rồi chứ. Nắm là nắm ai anh? Tại vì thì anh nói anh đâu có xác định lúc người. Đó nắm thì lúc đó nắm. Ừ, là nắm nắm cái lúc mà thời sinh viên thôi. 18 năm qua là cũng chưa chưa hôn ai luôn. Có cho ai cho hôn đâu mà hôn. Trời đất ơi, sao mà lận đận vậy trời. Yêu mới hôn được. Anh ơi, anh ba mẹ anh mất lâu chưa? Ờ, ba anh mất thì lâu lắm rồi, còn mẹ thì mới mất hơn một năm. Rồi bây giờ gia đình anh là có những ai ạ? Thì có, ở tại đây thì ở một mình thôi. Ở còn một anh mình. Chị em của anh thì sao? À, anh chị em thì ở xa, ở trên Tuốt ở Biên Hòa, còn ở dưới này cách nhau phải 40 cây số. Là anh ở Long Thành đúng không? Đúng, đúng. Rồi, gần sân bay hả anh? À đúng rồi, gần gần đó đó. Ờ, nhưng mà anh ở đấy là có nhà rồi hay là thuê hay là như thế nào? Không, nhà thì có rồi. Nhà anh ở Long Thành luôn đúng không? Đúng, ở Long Thành. Ừ. Rồi công việc thì cũng ổn định. Hồi trước anh học trường nào? Học ở trên trường tài chính hải quan ở trên Sài Gòn. À, bên quận 9, cao đẳng tài chính hải quan đúng không? Đúng, đúng, đúng. Ừ. Anh cao mét bao nhiêu anh Dương? Cao 1m67, nặng 60kg. Ừ. Trời ơi, sao mà 18 năm là không có quen ai nè. Trời ơi, giờ gặp bạn gái là có đủ tự tin để tán gái không? Thì cũng phải liều thôi chứ, cái tuổi này rồi mà liêm sĩ gì nữa. Phải liều thôi. Muốn phải có liều vợ hả? Thì phải liều thôi. Ừ. Rồi muốn có vợ thì phải liều. Thế bây giờ là anh muốn tìm bạn gái như thế nào để liều? Thì cũng khó nói lắm, cũng chẳng có cái tiêu chuẩn gì hết. Nói chung là nhìn dễ nhìn xíu, hợp nhãn thôi, nhiều khi mình rồi mình tìm hiểu thôi, chứ bây giờ cũng chẳng có đặt ra một cái tiêu chí là bạn mình, bạn gái mình phải giống ai, phải thế này thế nọ, thì mình không có cái tiêu chí đó. Ừ. Không có tiêu chuẩn, chỉ có đơn giản thôi. Mình thấy mình gặp thì mình nói chuyện, mình hợp ý, nhìn mình thấy mến mến thì là được, chứ còn tiêu chuẩn thì không có. Ừ. Rồi về ngoại hình, về chi tiết, về mẫu người đi ạ. À? Thì mẫu người thì dễ nhìn. Ừ. Dễ nhìn nhưng mà ngoại hình chi tiết cao thấp mập ốm làm sao em? Cái đó cũng không cần đâu. Nói chung là nhìn dễ thương xíu là được. Dễ mến. Quê quán thì bạn gái đang ở đâu thì được? Anh quen xa được không? Nếu mà được, quen xa thì được, nhưng mà gần thì tốt hơn. Ừ. Để tiết kiệm. Xa mà tiếp ngoài Bắc thì được không? Hử? Xa mà tiếp ngoài Bắc được không? Ngoài Bắc xong rồi bay ra đó được. Ừ. Nói thì chung anh phải làm cách thuyết phục người ta vào đây với anh. Nhưng mà nhiều khi cũng phải cách mặt xa lòng thì có bao giờ gặp được nhau đâu, mà yêu yêu mà không gặp được thì nói chuyện trên điện thoại không thì đâu có được, nó không linh. Mình phải gần nhau rồi được chứ. Xa quá đâu có đi qua đó suốt, mà mình điều kiện tài chính của mình thì cũng không được nhiều nên bay ra đó thì cũng khó khăn. Nói chung này ở gần, ưu tiên ở gần thôi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi, à, nếu như mà bây giờ ở tuổi này của anh rồi, chẳng hạn như bạn gái đã từng đổ vỡ rồi, anh có chấp nhận không? Chấp nhận, quá khứ đâu có quan trọng gì đó. Tức là người ta ly hôn rồi, anh cũng ok luôn hả? Ok. À. Không có vấn đề gì luôn. Dạ rồi, lớn tuổi hơn anh được không? Ừ, chắc không đâu. Lớn tuổi. À, ly hôn thì ok nhưng mà lớn tuổi thì không được đúng không? Đúng rồi. Sợ anh lắm. Là sinh năm 83 hả? 83 đúng rồi. Mà anh là có gốc ở đâu không, hay là sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai? Sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai nhưng mà cái nguồn gốc thì ở ngoài Quảng Bình, ngoài miền Trung. Quảng Bình đúng rồi, cái gốc ở ngoài đó. Gia đình vô đây cũng lâu lắm rồi. Gốc Quảng Bình. Đấy là đâu có giọng Quảng Bình nữa đâu, chứ anh mà nói giọng Quảng Bình là nãy giờ tụi em chịu, tụi em không nghe được cái gì luôn á. Nói được hết xong nói được, nhưng mà mình đi làm thì mình nói thôi. Dạ, nói nhưng mà anh Dương có điểm mạnh, điểm yếu hay là có tài lẻ gì không anh? Không, thì có cái điểm yếu thì cũng thích nhậu thôi, thích uống rượu, thích nhậu. Trời, lâu lâu đàm đúng bạn thích bè. Nhậu hả?
thì ở một mình thì buồn, thì nói chung thì bạn bè rủ thì đi nhậu, còn không thì ở nhà. Còn điểm mạnh thì cũng biết nấu ăn thì được, có thể nấu cơm cho vợ cho con ăn được, dọn dẹp Nhưng nhà mà ví cửa dụ làm như được. bạn gái mà giống như em hỏi cái trường hợp vừa nãy mà người ta đã từng đổ vỡ có con á, thì là có con luôn cũng được đúng không? Anh có yêu cầu Được, là con phải lớn nhỏ hay như thế nào không cần, nhưng mà một đứa thôi, hai đứa nuôi không không? nổi, bữa nay kinh tế khó, nuôi con khó khăn lắm. Một con được nhưng mà cỡ bằng tuổi anh đổ lại hả? Bằng hoặc nhỏ tuổi hơn đúng không? Khó quá ha, khó khăn quá Không, thực ra em thấy ở cái độ tuổi của anh dễ kiếm bạn gái mà, em đang không hiểu lý do gì anh ế tới 18 năm thì đúng, anh cũng không hiểu đây nữa, sao anh á. hiểu được, anh đang còn chưa hiểu nên sao em hiểu được anh. Nói vậy chứ anh cũng run lắm, tại vì ngồi xa vậy chứ lên chương trình cũng chẳng biết nói gì đâu. Em hỏi nhỏ cái này xíu nha, có khi nào mà thích con trai không? Không có đâu, gia đình anh đã suy nghĩ vậy đủ rồi, còn bây giờ em suy nghĩ vậy nữa chắc chết. À, tức là mọi người cũng đều đã từng đặt cái dấu hỏi chấm đó với anh đúng không? À, thì kêu anh coi là giới tính đó, nhưng mà anh ngon lành đàng Chết hoàng. rồi, 18 năm không có quen ai thì làm sao mà chứng minh được anh còn ngon lành đàng Thì mình không chứng minh được gia đình mới nghĩ vậy, chứ còn mình chứng minh được nó làm gì, chứ bây giờ khó chứng minh lắm, mới nói mình chỉ yêu thương nhau mới chứng minh được thôi hoàng? chứ Nhưng mà men đúng không? còn. 100% à, Rồi, ngon thẳng lành đàng băng hoàng. luôn nha, thẳng như thước Ủa, luôn đúng không? thẳng thẳng ngay luôn, có gì đâu. Như... Thiệt Ok, em mà có tài lẻ có hát hò gì được không? hả? Hát hò gì được không? Rồi Hát được hả? hát hả? Thôi hát chỉ có vô phòng karaoke mới hát được, chứ còn bình thường thì không dám hát cho ai nghe đâu, tại vì sợ người ta nghe rồi quay tới quay lui, chỉ còn một mình thôi. Vậy anh hát cho bọn em nghe một đoạn đi. Thôi đã nói rồi, trong phòng karaoke thôi chứ. Thôi hát đi trời Thôi ơi. tóm lại là không hát được đâu. Vậy hả? Đúng, hát nghe dở lắm, hát Ok. người ta cười. Rồi, về bạn gái nè. Quay trở lại mẫu bạn gái này, anh có điểm gì anh không thích ở bạn gái hoặc là tính cách của người bạn gái như thế nào sẽ phù hợp với anh? Cuộc trên này cũng khó nói, đã không có tiêu chuẩn rồi mà, nhiều khi Không phải, ví dụ như giống là tóc dài, tóc ngắn, rồi sơn tóc, là nhuộm tóc, rồi sơn móng tay, có hình xăm này kia kia nọ đó. áo hình hình sơn móng tay đồ tóc tai thì cũng nói, nhưng hình xăm thì xăm chỗ kín thôi, đừng có xăm Xăm chỗ xăm kín hả? chứ chứ xăm ở chỗ nào mà chỉ Xăm nhỏ mình nhỏ thấy ở là cánh được. tay được không? Cánh tay ha, cánh tay Xăm xăm nhỏ 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 ở thì được, cổ tay được không? thì xăm nghệ thuật đồ thì được, chứ còn xăm mà nguyên con cọp ở Xăm trên con cánh sư tay đó tử thì khiếp, thì không được đâu. Con sư tử con cọp gì mà xăm ở trên cánh tay là thua, sợ lắm. tức là xăm nhỏ ở tay thì được đúng không? Đúng rồi, xong nếu như cái bông bây giờ thấy ai cũng hay xăm nghệ thuật đó, Đúng rồi. màu đỏ màu xanh là đó, có màu xanh có màu đỏ. Rồi, ok anh ha. Nha. Rồi anh thích một bạn gái là kiểu năng động hiền lành hay là một bạn gái cá tính? Ui thì hợp thì lấy thì cưới thôi, chứ bây giờ cá tính năng động này giờ cũng không biết nói sao để được nữa. Trời dễ thế này mà đang vẫn đang đặt dấu chấm hỏi là tại Nói sao chung lại ế tới là nhìn 18 nhìn năm. nhìn dễ thương xíu ấy, là được. Anh có Mình gu không? Anh có gu một cái gu nhất định nào không có gu nhất định tiêu chuẩn nhất, không? nhiều khi người ta nhìn người đó người ta kêu ơi xấu, nhưng mà nhiều khi mình nhìn lại thấy đẹp, có Đúng. cái duyên đó Đúng. được. Nhiều khi anh thấy đẹp mà người khác thấy xấu, nhiều khi anh thấy xấu mà người khác thấy đẹp đúng Đúng đó, không? người đều có một cái cách nhìn khác nhau. Ok anh Dương, rồi cảm ơn anh Dương nhiều ha. Hôm Rồi nay xong chỉ rồi là buổi hả? phỏng vấn. Dạ đúng rồi. Xong Rồi 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 nha anh ơi. rồi lúc 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 nào mới được Trời. có vợ, mới được đi lên gặp Rồi. vợ? Ok Rồi. anh, tại vì cái lịch ghi hình sớm nhất của bọn em á là ngày 31 tháng 8 này nè, thì hiện tại là cũng đang có rất là nhiều cô gái rồi, thì chương trình sẽ chọn một cô gái phù hợp nhất với anh để có thể sắp xếp mình ghi hình sớm nhất là ngày 31 tháng 8 này nha anh. Nếu mà sớm luôn là 31 tháng 8, có 2 ngày nữa thôi hả? Dạ đúng rồi, trời ơi cái này Tội duyên mình duyên tới tới, đó, trời 18 cho năm nên là có chờ không nhiều được, bây người giờ chờ là duyên không có tới. đâu.
À, là duyên số tới ha. Dạ đúng rồi. Tới duyên, đó. Tới tới duyên thì được nhưng mà số tới thì cũng căng á. Dạ. Cái này thì là sẽ có một biên tập trao đổi kỹ thêm với anh nữa. À, và chương trình sẽ chốt cái khung giờ cụ thể cho cái ngày ghi hình ngày 31 để anh sắp xếp anh tham gia nha. Tại vì hôm đó là bọn em sẽ ghi hình rất là nhiều cặp đôi luôn. À, mỗi cặp đôi sẽ có một cái khung giờ khác nhau. Thì có gì là trong hôm nay chương trình cũng sẽ báo lại cụ thể cho anh nha. Là mình lên trực tiếp trên đó luôn, lên đứng. Dạ đúng giữa, rồi ạ. Giữa đông người luôn. Mình đúng sẽ rồi. Gặp chỗ anh Quyền Linh và chỗ MC chị Ngọc Lan. Đó là sẽ mai mối với mình ở trên sân khấu. Nhưng mà trước đó thì sẽ có một biên tập trao đổi dặn dò thêm với anh về cái phần nội dung để cho mình tự tin ha. Là gặp gặp hai nhiều người nổi tiếng. Dạ là MC chính của mình là anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan Ngọc nha anh Lan. Chứ cũng không có nhiều đâu. Rồi, hôm nay là bọn em chỉ...